Em Hiếu chào cả nhà nha Từ năm ngoái tới năm nay mới gặp lại cả nhà đúng không? Thôi kính chào quý bà con ha Hôm nay tính ra là từ 30 Tết tới giờ luôn á Hôm nay em mới lên clip lại Thì hôm nay em lên clip tổng bãi Nhưng mà trong bãi xe chắc cũng không còn bao nhiêu đâu Tại Tết tới giờ bán cũng rất nhiều xe Mà gom xe về cũng một ít xe nữa rồi Thì bây giờ hôm nay giới thiệu cho quý bà con Thì đầu năm thì chỉ mong quý bà con ủng hộ ô tô Bùi Hiếu nha rồi bây giờ theo chân em đi em báo giá những cái xe mà còn lại trong bãi em Để cho quý, uh, quý anh chị tham khảo ha Rồi mình vô việc luôn đi Đầu tiên là cái uh, Kia Ronto Nhập Hàn Quốc nè Tải 2 tấn rưỡi Thùng dài 4m35 lọt lòng Thùng 5 bững mỡ hông sàn inox Thùng kèo bạc chiều cao là cực kỳ cao luôn 2m35 lọt lòng á quý anh chị 2m35 lọt lòng đời 205 máy Hyundai nha hàng nhập à, hàng nhập nha xe này là hàng nhập đời 205 máy Hyundai xe này em sẽ bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nè ngay chủ đứng tên luôn cái thùng là nguyên cái thùng sàn inox nè năm bựng mở hông nè xe là vip luôn rồi đó máy đặc biệt là máy à, được cái máy Hyundai và tổng trọng tải tổng trọng tải em nó là cái nguyên cái sàn inox quý anh chị nguyên cái sàn inox tổng trọng tải là 6 tấn nha còn 5 kg nữa là mới tới 6 tấn ha thì xe này để lại cho quý anh chị là 135 triệu nha. 135 triệu bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nè, bao đăng kiểm mới. Rồi bao ủy quyền cho quý anh chị tại cái này là ngay chủ đứng tên mà, ủy quyền cho quý anh chị ha. Nếu quý anh chị nào có nhu cầu. Rồi tiếp đây là Kia K3000 đời 2011, tải trọng là 1 tấn 2, thùng dài 3,4 m lọt lòng thùng mui bạc. Đăng kiểm thì tới à, cuối tháng 6 năm 2024 nha quý anh chị. Cuối tháng 6 năm 2024. Xe này có máy lạnh đồ đầy đủ hết nha Rồi xe zin hết cả xe Máy lạnh đầy đủ hết Để lại cho quý anh chị là 165 triệu đời 2011 Kia K3000 165 triệu nha Rồi tiếp đây Cái à, uh, Thaco Omax Đời 2015 Xe này tải trọng là 1 tấn 99 Máy Isuzu máy cơ Đời 2015 đó Thùng dài là 4m35 Lọt lòng Có cửa mở hông thùng inox. Xe này xét đăng kiểm là tới cuối tháng 5 năm 2024. Quý anh chị nào mà có nhu cầu chiếc xe này thì em để lại cho quý anh chị là 142 triệu. 142 triệu nha. À đời 2015 Tha Thaco mắt Rồi tiếp đây là cái uh, van, cái uh, mẹt van uh, cái này là mẹt nha, mẹt van nha. à uh, mẹt rinter van 3 chỗ ngồi tải trọng là full. Xe này là tải trọng là 3 1, 1 tấn à, 530 kg nè quý anh chị. 3 chỗ thùng dài tới à, 3 m lọt lòng. Xe riêng hết cả xe nha quý anh chị. Xe này quý anh chị nào mà có nhu cầu thì em à, à, cái này là tên em rồi nha. Cái này ra tên bên em rồi. Có nhu cầu em sẽ ủy quyền cho quý anh chị. Xét đăng kiểm là tới à, tháng 6 năm 2024 nè quý anh chị xe zin hết cả xe máy lạnh xe em ru luôn á để lại cho quý anh chị là 175 triệu nha 175 triệu rồi taco Towner 990 kg cũng có máy lạnh đồ đầy đủ luôn ha rồi thùng là thùng dài là 4 m à, 24 24 đời 2018 xét đăng kiểm là tới tháng 2 năm 2025 tức là cái này là em mới xét đăng kiểm cách đây mấy ngày nha cuối tháng 2 năm 2025 này quý anh chị tức là một năm sau nguyên một cái thùng inox nguyên một cái thùng inox luôn sàn inox luôn xe này để lại cho quý anh chị là 160 mươi à, 125 triệu nha đời 2 lẻ đời 2018 hôm nay không biết làm gì đầu năm tự nhiên cái vấp váp, vấp 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 quá trời thôi quý anh chị thông cảm nha <laughs> tại bán hết xe rồi bây giờ còn một ít xe cũng vấp vấp nữa ha rồi cái này là để lại cho quý anh chị là 125 triệu nha có mấy lạnh đời 2018 tải trọng là chín 990 kg nha Taco tàu nơ. Rồi cái này là Hyundai HD65 thùng kín, tải trọng là 1 tấn 6, thùng dài 4,5 m, có cửa mở hông đời 2011, Hyundai HD65. Bao đăng kiểm mới cho quý anh chị, xe zin toàn tập. Để lại cho quý anh chị là 245 triệu nha. 245 triệu xe zin toàn tập luôn, đời 2011. Rồi còn bên này nè. Suzuki Van đời 2020. Xét đăng kiểm là tới à cuối tháng 4 năm 2024 van hai chỗ máy lạnh đồ đầy đủ máy lạnh lẻo đồ đầy đủ luôn ha thì xe này van hai chỗ nha đời 2020 để lại cho quý anh chị là 172 triệu nha 172 triệu đời 2020 Suzuki van rồi tiếp đây là Kia K3000 đời 2008 máy lạnh đầy đủ luôn ngay chủ đứng tên bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị 120 triệu Giá rất yêu thương cho quý anh chị luôn 120 triệu Máy lạnh đồ đầy đủ luôn nha Rồi à, Kia K3000 đời 2009 Cũng có máy lạnh đồ đầy đủ luôn Cũng bao đăng kiểm mới Cũng ngay chủ đứng tên luôn Thì xe này là 128 triệu ha 128 triệu đời 2009 Rồi Kia K3000 đời 2010 Bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị Có cửa mở hông luôn Thùng inox Xe này thì 132 triệu cho quý anh chị nha. 132 triệu. Giá rất yêu thương cho quý anh chị luôn. Rồi à, tiếp đây cái à, cái à, mẹt rinter cũng tải van luôn nha quý anh chị, cũng ngay chủ đứng tên máy lạnh đồ đầy đủ đời 2009. 3 chỗ tải trọng là 1 tấn rưỡi 30 kg, full trọng tải luôn. Xe này là full trọng tải rồi quý anh chị thùng dài 3,1 m, xe zin cả xe ngay chủ đứng tên luôn. Xe này thì sẽ đăng kiểm tới à, cuối tháng 3 năm 2024, tức là xe này thì còn tầm à, chưa tới một tháng nữa là hết đăng kiểm. Còn quý anh chị nào mà có nhu cầu cần đăng kiểm mới em sẽ đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn cho quý anh chị yên tâm. 175 triệu nha. Rồi à, Isuzu. <laughs> Isuzu mà em bán bằng Kia K165 này quý anh chị. đời 2016 tải trọng 1 tấn 65 thùng dài là 3m65 lọt lòng ha gọn nhẹ xe này là vô mấy cái cung đường mà nó hẹp á ha 1 tấn 65 máy Isuzu mà xe xe Isuzu máy cơ nha đời 2016 xe này là đời 2016 xét đăng kiểm là bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị nha cái này em bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị 255 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn cái xe này nha rồi theo chân em ở dưới này thì còn à, còn rất nhiều xe nói chung là so với nhiều xe thì cũng không nhiều đâu em bán cũng hết gần một nửa bãi rồi quý anh chị nhưng mà còn cũng còn hơi khá khá đó tại bãi em là rất nhiều xe mà rồi hàng hiếm khó tìm đây xe này thì em đang rút hồ sơ ra tên em nè sẽ bao đăng kiểm mới cho quý anh chị xe này thì hết đăng kiểm rồi xe này là vim tải trọng là chỉ có một tấn ba thôi quý anh chị thùng mui bạc thùng bảy bẩn mỡ thùng dài là tới 6m2 nha quý anh chị xe này thùng dài 6m2 máy Hyundai HD72 đi dàn chân là HD đi dàn chân là 3 tấn rưỡi đó quý anh chị nhưng mà tải trọng công ty xin hạ tải còn có tấn 3 để tổng trọng tải là chỉ có 4 tấn 9 90 kg để vô Sài Gòn mà vô sàn Sài Gòn ban ngày thì riêng cái xe này để lại cho quý anh chị là 190 triệu nha 190 triệu bao đăng kiểm mới cho quý anh chị 190 triệu đời 2013 rồi tiếp đây là cái củ long mô tô nè xe củ long 7 tấn thùng dài là 6 m 6 6 nha thùng dài 6 m 6 đời 2008 cái này là đăng kiểm là tới à, cuối tháng 3 năm 2024 xe này để lại cho quý anh chị là 120 triệu thôi nè xe này thì em còn tút tát dọn là lại sơ sơ nữa ha xe này thì thùng dài tới 6 m rưỡi nè 66 lẫn Tải trọng là 6 tấn 8 nha quý anh chị Tải trọng 6 tấn 8 tức là dòng xe 7 tấn 7 tấn rưỡi đó Tải trọng em này là còn 6 tấn 8 Để lại cho quý anh chị chỉ có 120 triệu thôi nha Rồi à, Vim Máy à, Isuzu đời 2018 Tải trọng là 1 tấn 9 Thùng dài là 6m2 Thùng bựng mở hông Xe rất đẹp máy lạnh đồ đầy đủ luôn Thì xe này sẽ bao xét đăng kiểm mới Cho quý anh chị Xe này để lại cho quý anh chị là 245 triệu nha 245 triệu Rồi theo chân em ở dưới này còn một mớ xe nữa ha Cái à, Suzuki 500 kg đời 209 thùng kính Bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị Để lại cho quý anh chị là 75 triệu Đời 209 75 triệu nha Rồi về đây là dưới này là còn à, nguyên cái dòng dọc, dọc xe này thì em chưa bán ha cái à, Hyundai Hyundai H100 cái này là Hyundai à, 1 tấn 25 á đời 207 máy lạnh đầy đủ hết xe zin cả xe bao xét đăng kiểm mới tải trọng là 1 tấn 1 nha quý anh chị tải trọng 1 tấn 1 bạc mới luôn rồi kìa ha xe zin hết bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị xe này để lại cho quý anh chị là 118 triệu nha 118 triệu rồi à, Hyundai 208 tải trọng là còn 800 mấy chục ký thôi. Xe này tải trọng còn 800 ký nhưng mà à tấn 25. Xe này à, thiết kế bằng nâng hạ nha quý anh chị, xe này thiết kế bằng nâng hạ. Quý anh chị nào mà về chở trâu bò chó ngựa gì ok hết nha. Xe này nguyên một cái thùng inox nè. Rồi thiết kế bằng nâng hạ nè, có có thiết kế nâng hạ nha. Đó soi cho quý anh chị xem luôn. Rồi à, thùng là năm bững mở hông luôn đây nè. 5 bựng mỡ hồng luôn có thiết kế nâng bằng nâng ha thùng 5 bựng mơ hồng thì xe này để lại cho quý anh chị là 122 triệu nha 122 triệu xét đăng kiểm là tới tháng 7 năm 2024 xe này thì cũng mới xét đăng kiểm thôi tới tháng 7 năm 2024 ha rồi uh, thaco Olin 2 tấn tư đời 2016 em vừa mới xét đăng kiểm xong sẽ đăng kiểm là tới uh, cuối tháng 8 năm 2024 này quý anh chị cuối tháng 8 năm 2024 Máy Isuzu máy cơ nha quý anh chị Tải trọng là 2 tấn 4 Thùng dài là 3 m Cái này là 3 m 7 nha 3 m 75 Thùng dài 3 m 75 lọt lòng Đời 2016 để lại cho quý anh chị là 170 triệu nha Rồi Vim 2 tấn 4 đời 2015 Thùng dài là 3 m 75 Thùng 5 bựng mở hông đời 2015 xét đăng kiểm là tới cuối tháng 6 năm 2024 tổng trọng tải là 4 tấn 990 trọng tải em nói là 2 tấn 4 nha quý anh chị xe có máy lạnh đồ đầy đủ hết luôn nha xe này để lại cho quý anh chị là 148 triệu rồi Orlin uh, 2 tấn 1 cái này là hạ tải còn 2 tấn 1 nha tổng trọng tải là 4 tấn 9 thùng dài là 4m35 lọt lòng máy Isuzu máy cơ luôn đời 2017 xe này sẽ bao xét đăng kiểm cho quý anh chị nha bao xét đăng kiểm xe này để lại cho quý anh chị là 190 triệu nha 190 triệu đời 2017 để lại 190 triệu nha quý anh chị nha rồi à, Isuzu đời 207 nè thùng mui bạc xe này đời 207 thùng mui bạc tải trọng là 1 tấn 760 kg Tải trọng là 1 tấn 7 60 kg Thùng dài là 4 mét rưỡi Xét đăng kiểm là tới tháng 7 năm 2024 Xe zin cả xe có máy lạnh đồ đầy đủ hết quý anh chị 185 triệu cho quý anh chị nào muốn sở hữu cái em 207 này Bây giờ mấy cái dòng Isuzu máy lớn nha Máy 4 hàng3 nha quý anh chị Máy lạnh teo luôn Xe VIP luôn Tìm mấy thứ này là hàng hiếm khó tìm đây Rồi chiến thắng đời 2015 3 tấn rưỡi hạ tải còn 3 tấn 2 thùng dài là 5 m xe này bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn nha bao xét đăng kiểm mới luôn để lại cho quý anh chị là 140 triệu nè rồi Isuzu đời 208 máy 4.300 luôn xe này thì em tháo cái ga lăng ra đang làm tút sơ sơ lại nhưng mà xe zin nha quý anh chị đang tút sơ sơ lại thùng năm bững bỡ hông tải trọng cũng một tấn 76 luôn thùng dài 4 mét rưỡi Xét đăng kiểm là tới tháng 7 năm 2024 Xe này để lại cho quý anh chị là 198 triệu nha 198 triệu Có máy lạnh đồ đầy đủ luôn nha Rồi à, Vim Moto Đây nè xe này thì làm đồng Ngay chỗ cái bọng về nó mục thì em đang cho làm đồng đây Này lên là em không có ngại đâu Không có giấu cái chỗ nào hết á Mục thì mình làm đồng lại Làm cho ngon lành cành đào để bán cho bà con Còn xe zin hết Xe zin hết cả xe zin nha không hề tức là cái chất zin là không hề va chạm tung đụng thôi chứ còn mục thì em đang làm lại nha có xe này có máy lạnh không ta nhiều xe quá không nhớ xe này không có máy lạnh nha quý anh chị đời 2014 tải trọng là một tấn rưỡi thùng dài 4m2 xét đăng kiểm là tới cuối tháng 5 năm 2024 quý anh chị nào có nhu cầu em để lại 125 triệu nha 125 triệu cho quý anh chị nào sở hữu và cái Vim này là đặc biệt là Vim máy Kia nha quý anh chị Vim máy Kia đời 2014 mà vay vim máy Kia nha xe Vim mà mấy Kia là hàng hiếm khó tìm á, tải trọng một tấn rưỡi thùng dài 42 rồi bây giờ nguyên một dãy ở bên này là em nhận cọc hết rồi nè là còn ở phía trên kia là chỉ còn hai chiếc thôi 2 4 6 7 chiếc này là em nhận cọc hết rồi ha thì tạm thời ngưng giao dịch 7 chiếc này đang chờ khách lấy rồi à, bây giờ còn ở đây là còn hai chiếc cuối cùng của cái bãi của em cái xe này là Hyundai Tarret nhập Hàn Quốc tải trọng là xe này tải trọng là 650 kg. 8 à, xe này 6 chỗ ngồi nè, tải trọng 650 kg nè, 6 chỗ ngồi nè, máy lạnh đồ đầy đủ hết nữa. Bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị. Hyundai nhập nha. Để lại cho quý anh chị là 105 triệu. Hyundai tải van đó, Hyundai Tarret van nha. Đời 205. Rồi Kia K3000, à Kia K2007 đời 203 thùng kín inox nguyên con, bao xét đăng kiểm mới, 62 triệu cho quý anh chị nào lập nghiệp khởi nghiệp nè ha. Rồi, em à, tạm thời là giới thiệu hết một cái bãi xe của em rồi. Hôm nay là còn ít xe, nói chung từ năm ngoái tới năm nay, đúng không? Từ 30 Tết tới bây giờ là bán hết nửa một nửa rồi. Bán rất nhiều xe luôn. Còn ở bên này là còn nguyên một dãy này là em đã nhận cọc rồi chứ chưa kể. Cho nên á, quý anh chị nào à, chưa mua xe thì à, tranh thủ lựa chọn xe chứ còn không thôi em bán hết á <laughs> nói sạo vậy thôi <laughs> chứ cũng đang cần bán lắm rồi chúc quý anh chị một ngày luôn luôn vui vẻ luôn luôn thành công trong công việc quý anh chị nào mà chưa chưa đăng ký kênh thì xin đăng ký kênh để lựa chọn những chiếc xe tiếp theo của bên em ha rồi à, quý anh chị nào mà có nhu cầu thì em mời tới cái địa chỉ bãi xe của em 21 23 đoàn văn cự phường tam hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai hoặc là gọi điện cho em cái số hotline 0977317268 268 hoặc là cái số zalo của em 0933780102 nha. Em Bùi Hiếu xin chào nha. Hai năm rồi. <laughs>